mồi lâu rồi bạn, 200. 200 ủa? Thế còn một con kia? Con nào rẻ rẻ thôi. 200 đất có mua nồi. Bữa trước mới mua trong này mà. Đây con này bán. Con nào? Cái con này bán mấy? Không bán. Không bán hả? Để mới bắt. Mới bắt được thì bán luôn. Hả? Sao đấy? Đây vẹt mồi. Con này vẹt mồi à? Con này cũng mồi luôn. Mồi em 3 cái. Mồi 3 cái hả? 200 thì chắc thôi chắc. Vẹt mồi này đẹp. Đi xem thử nó có kêu không? Không ai không có vẹt đó đâu, chưa có vẹt đen thôi mà. Chưa có một em có một vẹt đó. Con này là 200 luôn. Cái con này. Vẹt đẹp. Vẹt này bán ở nơi từ nhỏ. Lấy từ nhỏ. Thân con này. Con này không bán luôn. Bán con này. Thôi con này 200 đắt quá. Mình muốn mua nhưng 200 đắt quá. Không mua được. Này coi. Bên này có đắt. Ừ, thôi chịu thôi, 200 đắt quá mình tưởng ấy. Có cái con nhà nào bán không? Mình qua coi. Còn nhà nào bên này nữa nhỉ? Bữa trước vào còn nhà bên này. Đây 150. Thôi trong đó này ai cũng. Thôi con này bán mình 120 đi. Công mình đi vào đây mua. Nhá. Công mình đi vào tận bên mua. Nhá. Chứ bây giờ mình đi tít ngoài kia vào đây mua thì giống như là mình đạp xe đi long long thôi. Nhá, thôi bán mình đi. Rupi. Dạ. Tầm rưỡi đi, để em bọn em bay sao cây nhỏ cây cao. Thôi bán mình đi. Em hai nhá. Bữa trước là mình cũng mới mua A Thay trong kia một con rồi. A Thay ở làng cũ kìa. Bán mình một con cũng như y như thế này đây. Đẹp mà bạn. Đẹp thật đẹp. Nhá, thôi bán mình 120. Đi. 130. Thôi 120 đi. Công mình sang xe mình đi xa lắm. Anh vợ nhá, bán mình nhá, thôi bán mình đi, hai con này vài bữa nữa bảy đầy, nhá, nhá, thôi bán mình nhá, 120 bố em cũng cho bán 150, rồi chưa 150 thì mình đi ngoài kia rồi, đây mình, em bớt cho anh 50 rồi mà. Thôi đi bán mày 200 ăn tư. Mua đi vẹt. Ờ thôi 100 làm clip quay cho vui nhưng mà...